Nóng, mã quà tặng mùa thu đã cập bến đảo Kaya. Với mã như trên màn hình, hãy nhanh tay nhận quà trên bằng cách dán mã trên vào nơi nhận cho phiên bản VNG bạn nhé. Phần quà bao gồm một hộp kim cương, một hộp bánh gạo và một hộp bánh trung thu. Chúc các bạn mở hộp thật may mắn để có thể nhận được cả ba lô thỏ ăn bánh trung thu và băng đô bánh gạo nhé. Chúc các bạn có những trải nghiệm ngọt ngào cùng mùa thu trên đảo Kaya nhé.